chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời hốt bạc, tiền tỷ chất cao như núi, giàu sang tột đỉnh. Đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Thưa quý bản mệnh Canh Thân, chúng tôi biết mình không phải là thần thánh, không thể ban cho anh chị sự giàu sang phú quý, nhưng chúng tôi có thể giúp anh chị dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong năm tháng cuối năm 2024 âm lịch này, để anh chị có thể cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy thành công từ chính đôi bàn tay mình. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong năm tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thường được biết đến với tính cách thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi. Họ luôn tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ, có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng tốt với mọi tình huống. Tính cách năng động và sáng tạo giúp họ dễ dàng thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng có thể hơi thiếu kiên nhẫn và dễ bị phân tâm bởi nhiều thứ xung quanh. Trong cuộc đời, người tuổi Canh Thân thường gặp nhiều thử thách và biến động. Tuy nhiên, với bản tính kiên cường và tinh thần lạc quan, họ luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn. Nhờ sự thông minh và khả năng giao tiếp tốt, họ thường có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp và được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Người tuổi này có khả năng kinh doanh và quản lý tài chính khá tốt. Họ biết cách tạo dựng sự nghiệp từ những cơ hội nhỏ nhất, dần dần phát triển và mở rộng. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, họ thường đạt được những thành tựu đáng kể khi bước vào tuổi trung niên. Trong tình cảm, người tuổi Canh Thân có trái tim ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Họ là người bạn đời chung thủy và luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi họ cần học cách kiềm chế cái tôi cá nhân để tạo nên sự hòa hợp và cân bằng trong mối quan hệ. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong năm tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Người độc thân sẽ được giới thiệu cho những người phù hợp và có thể tìm được tình yêu trong năm nay. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba. Bản mệnh hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, trong năm tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để Canh Thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Tử vi trong năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới. Mặc dù phải đối mặt với tam tai, nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và cá tính mạnh mẽ sẽ giúp Canh Thân vượt qua những khó khăn và thử thách. Năm tháng cuối năm sẽ là thời điểm để Canh Thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Canh Thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình. Tuy vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Canh Thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tài chính trong năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập. Thành tích tốt trong công việc sẽ giúp Canh Thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư về mặt tình cảm. Tiếp ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong nửa cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong năm tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn cho người tuổi Canh Thân trong sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của các tinh. Hãy tin rằng chỉ cần Canh Thân làm việc chăm chỉ và nghiêm túc bỏ công sức vào thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Sự xuất hiện của tam hợp cho thấy đây sẽ là thời điểm để Canh Thân xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp,
bất kể canh thân đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ. Thậm chí canh thân có thể được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Vì vậy, đừng ngại khó khăn hay vất vả, nếu canh thân phải vừa làm vừa học, chỉ cần quyết tâm và bỏ thời gian và công sức vào, thì canh thân sẽ tiến bộ nhanh hơn và sớm đạt được thành quả. Con đường công danh, sự nghiệp của canh thân sẽ phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, dù canh thân mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm, đừng ngại nêu lên ý kiến và quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của canh thân sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới và đạt được những bước phát triển mới. Đồng thời, canh thân cũng sẽ khẳng định được vị trí của mình và nhận được sự tin tưởng từ những người làm lãnh đạo. Tuy nhiên, dù có nhiều yếu tố thuận lợi, canh thân cũng không nên lơ là hay sơ suất, vì năm tháng cuối năm vẫn còn tác động tiêu cực của tam tai. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Hãy tránh tỏ vẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, bởi điều này có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị và tìm cách hãm hại canh thân. Đối với các dự án quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm và cố gắng hoàn thành đến cùng. Tránh bỏ dở giữa chừng để không phải đối mặt với thất bại và không thu được bất kỳ thành quả nào. Xét về phương diện tài lộc. Trong năm tháng cuối năm 2024, vận trình tài lộc của canh thân sẽ rất thuận lợi nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp. Nhiều mảng công việc của canh thân sẽ đạt được thành tích cao, hứa hẹn không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn có cơ hội thăng chức, tăng lương và mở rộng quy mô kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, cuối năm canh thân sẽ đóng góp nhiều ý kiến, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để tiết kiệm thời gian và công sức, đem lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Vì vậy, canh thân sẽ được cấp trên đánh giá cao và được đồng nghiệp tôn trọng, cùng với đó là các khoản hoa hồng và thưởng nóng. Thậm chí một số người còn có cơ hội được tăng lương trong năm tháng cuối năm, canh thân có thể đàm phán được mức lương và thưởng như mong muốn, giúp bạn có một nguồn thu ổn định để đảm bảo cuộc sống. Canh thân cũng sẽ luôn có động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp của mình phát triển nhanh chóng. Những người kinh doanh sẽ nắm bắt được xu hướng thị trường và dễ dàng đi tắt đón đầu, thu hút được nhiều khách hàng mới. Dù bận rộn với công việc, canh thân sẽ thu về khoản lợi nhuận khả quan, thậm chí còn nhiều hơn dự tính ban đầu. Nếu canh thân có ý định đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, thì năm tháng cuối năm là thời điểm thích hợp để thực hiện. Vì các tinh không chỉ sẽ mang đến cho canh thân nhiều đối tác và khách hàng đáng tin cậy, cùng với những quý nhân giới thiệu cho canh thân những cơ hội quý giá và trợ lực lớn lao, giúp công việc của canh thân thuận lợi và bất ngờ thành công. Thêm vào đó, năm tháng cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội phát tài bất ngờ, khi những đầu tư trước đó bỗng nhiên mang lại lợi nhuận. Một số người còn có thể trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may mắn. Với số tiền này, canh thân nên chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý để tiếp tục kiếm lời. Nếu tiêu xài hoang phí, dù có giàu có đến đâu thì canh thân cũng sẽ nhanh chóng hết tiền và phải vay mượn từ người khác, cho nên chúng ta phải chi tiêu sao cho hợp lý. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi canh thân sẽ không gặp phải những vấn đề lớn về sức khỏe trong năm tháng cuối năm. Nhờ giữ được tinh thần lạc quan và tích cực, sức khỏe của canh thân sẽ có những dấu hiệu tích cực, giúp canh thân sẵn sàng để làm việc. Tuy nhiên, đừng quên nghỉ ngơi và duy trì một lối sống khoa học. Dù công việc có bận rộn đến đâu, việc ăn ngủ đúng giờ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe là điều cần thiết để canh thân có đủ năng lượng và tinh thần hoàn thành công việc. Nếu gặp quá nhiều áp lực, hãy tìm người tin cậy để tâm sự và giảm bớt căng thẳng. Họ không chỉ lắng nghe mà còn có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho canh thân những gợi ý và hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Quý anh chị tuổi canh thân thân mến, kiên trì, rõ ràng, thực tế và thận trọng, người tuổi canh thân luôn nỗ lực tiến về phía trước để theo đuổi thành công. Từ năm tháng cuối năm 2024, những người tuổi canh thân sẽ đón nhận cơ hội để đổi đời, những thách thức, khó khăn trong quá khứ dường như đã vượt qua. Sau đó liên tục mang tới những cơ hội mới trong công việc và sự nghiệp. Họ sẽ từng bước leo lên đỉnh cao của thành công bằng những bước đi vững chắc, không ngại gian khổ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Canh thân sẽ khiến cho bản thân sẽ tạo nên một sức hút đặc biệt khiến mọi người quanh canh thân đều cảm thấy yêu mến. Gia đình ổn định và một số cặp đôi có thể sẽ nhận tin vui về con cái trong cuối năm nay. Với sự hỗ trợ của cục diện tam hợp, tình duyên của canh thân sẽ được thăng hoa. Những người độc thân có thể được giới thiệu cho một nửa phù hợp.
tinh thần cũng sẽ trở nên mở lòng hơn trong việc giao lưu và kết bạn, do đó dễ dàng tìm ra người đặc biệt của cuộc đời mình. Hãy tự tin và luôn là chính mình. Đồng thời chú ý đến cách hành xử, hãy linh hoạt và tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau, điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Canh thân không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình thôi đã có thể trở thành trung tâm của đám đông. Ngoài ra, thành tích xuất sắc của canh thân trong công việc cũng sẽ khiến canh thân trở thành ngôi sao sáng trong đội ngũ. Nhiều đồng nghiệp có thể sẽ tự mình tiếp cận và làm quen với canh thân trong thời điểm năm tháng cuối năm. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay canh thân. Quan trọng là canh thân phải có khả năng nhìn người đúng cách để mở rộng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đối với những ai đã có một nửa yêu thương, bản mệnh luôn biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Do đó, mối quan hệ vợ chồng sẽ hòa hợp và hai người sẽ biết cách nhường nhịn, cùng nhau giải quyết những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự nổi bật của người tuổi canh thân cũng có thể thu hút sự chú ý của những kẻ đào hoa. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bản mệnh nên giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, tránh những mối quan hệ không rõ ràng với người khác. Chỉ cần một phút lơ đễnh, canh thân có thể dính vào những lời đàm tiếu và tai tiếng, gây tổn thương và thất vọng cho những người thân xung quanh. Vì vậy, hãy luôn cẩn thận và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để bảo vệ hạnh phúc của mình. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi canh thân sinh 1980 trong năm tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi canh thân sinh năm 1980. Có thể thấy rằng tháng này tuổi canh thân đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp. Tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều cơ hội mở ra. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái thành công, bạn khẳng định được tài năng và vị thế của mình. Tam hội đem tới quý nhân cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc hoặc là bạn bè, người thân của chính bạn khi cơ hội đã trao tay. Con giáp này không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân, bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công. Ngoài ra, nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách, bởi bản mệnh biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Thời điểm này, nhờ có tinh thần đoàn kết mà mọi công việc đều được giải quyết nhanh gọn, dễ dàng, tháng này tuổi canh thân được người thân quen giúp, chỉ ra những con đường phát triển hợp lý, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để lắng nghe mọi người, kết hợp với những quan điểm của bản thân, bạn sẽ đúc rút ra nhiều điều đáng quý. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến mục đích cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn, bản mệnh không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới mà còn khiến cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Tháng 8 âm lịch này, tuổi canh thân cũng được đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Tam hội là yếu tố thúc đẩy khiến bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính. Thời điểm này, bản mệnh gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi bất đồng được giảm bớt. Cơ hội kiếm tiền về, tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể, thậm chí nhờ hợp sức với nhau mà đôi bên có thể hoàn thành các dự án lớn một cách vô cùng nhanh chóng và chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn, nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Những thành tích cao trong công việc cũng giúp tuổi canh thân nhận được khoản tiền lương tiền thưởng rủng rỉnh. Đây là khoản tiền vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra, hãy có cách tiêu dùng hợp lý, thậm chí lấy khoản tiền đó đầu tư để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Tháng 8 âm lịch này, do được nhiều các tinh chiếu mệnh nên tuổi canh thân cực kỳ đào hoa. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón bày tỏ hảo cảm. Quan trọng là bản mệnh có rung động với ai hay có muốn đến với ai hay không thôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, con giáp này bắt đầu để ý hơn đến ngoại hình của mình. Nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao, khiến những người dù quen biết đã lâu cũng sẽ phải ngạc nhiên. Tháng này bạn sẽ nhận được nhiều lời làm quen của các đối tượng khác giới. Song bản mệnh không nhất thiết phải đến với ai đó quá vội vàng, đây là lúc bạn có quyền lựa chọn. Hãy nói chuyện với một vài người mà bạn thấy rằng phù hợp, sau khi có hiểu biết sơ qua về đối phương thì quyết định đến với ai cũng không muộn.
Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì đào hoa quá dượng chưa chắc đã là tốt. Thiên Diêu khuyên bạn hãy giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng quá gần gũi với người khác giới kẻo sẽ gây thương nhớ, khiến người khác xì xào, bàn tán về mình. Bạn cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng có. Đừng vì một phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cho việc làm ăn, kinh doanh, hợp tác, chắc chắn sẽ đem tới những lợi ích lớn hơn nhiều. Tháng này, tuổi Canh Thân không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá đáng lưu tâm. Hơn nữa, càng lúc bạn càng ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, nên bản mệnh sẵn sàng xây dựng cho mình một lối sống khoa học và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Bạn hãy thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp cho con giáp này cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo ra cơ hội cho tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng này, cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho tuổi Canh Thân. Thời điểm này bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Bản mệnh càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt ra khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của con giáp này. Trong tháng 9 âm lịch này, bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy, bạn càng cố gắng bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu, thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bản mệnh ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc, phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Các tinh nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn dù con giáp này đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. Nếu đi theo con đường nghiên cứu thì tuổi Canh Thân giỏi nhiều môn. Nếu là công chức thì phụ trách được nhiều lĩnh vực được cấp trên tin tưởng. Nếu là nội trợ thì đảm đang, quán xuyến được việc nhà. Con đường tài lộc của tuổi Canh Thân tháng này trở nên vô cùng rực rỡ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá. Việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc con giáp này sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình. Bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bản mệnh sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm lịch này cũng sẽ giúp tuổi Canh Thân đạt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. Tháng này, chuyện tình duyên của tuổi Canh Thân có những biến chuyển tích cực. Dù là người đã có gia đình hay người còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phù trợ giúp bản mệnh nhanh chóng mở rộng được mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng. Nguyệt mã giúp con giáp này thể hiện được những điểm mạnh của mình. Ai cũng có thể nhận thấy rằng bạn là người tài hoa, nhanh nhẹn, tháo giác, nên muốn tiếp xúc gần gũi hơn với bạn. Dù đôi bên không thể tiến tới quan hệ tình cảm thì cũng có thể trở thành bạn bè, thậm chí người đồng chí hướng, cổ vũ nhau trên những phương diện khác của cuộc sống. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn, đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bạn có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Có thể thấy rằng, tháng 9 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với tuổi Canh Thân. Bạn phải buông ba cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy,
bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dịch Mã khuyên con giáp này khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường cần phải tuân thủ luật đường bộ. Chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Canh Thân nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh hơn. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng này chịu tác động trực tiếp của cục diện tương hại, nên vận trình của tuổi Canh Thân có khá nhiều sóng gió và cả hung hiểm. Do đó, bạn cần làm tốt, chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức sẽ đến. Điềm báo tử vi cho thấy, có thể xảy ra xung đột, cạnh tranh không lành mạnh, đấu đá nội bộ khó tránh được. Bạn không thể yên ổn làm việc của mình khi liên tục bị những tác động khách quan quấy nhiễu. Vận tiểu nhân trong tháng 9 âm lịch này khá dượng, đòi hỏi bản mệnh không được phép chủ quan hay lơ là bất cứ giây phút nào. Đặc biệt bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, hạn chế lo chuyện bao đồng để không bị cuốn theo những cuộc tranh đoạt lợi lộc trốn quan trường. Dù ít hay nhiều khi bị những dòng xoáy đấu đá ảnh hưởng, hiệu suất công việc của con giáp này khó mà cao được. Đã vậy, bạn còn phải đối mặt với không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Thương quan cũng gây thêm không ít khó khăn cho sự nghiệp của tuổi Canh Thân, hung tinh đang làm đảo lộn mọi kế hoạch của bạn. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế. Hiệu quả công việc việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó. Nhìn chung, tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý. Con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là bạn biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng. Ở những lỗi sai đã không thể thay đổi, hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng chỉ chỗ cái tạm thời. Nếu không, lỗi sai lại lặp đi lặp lại, khiến cho tuổi Canh Thân có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Tài vận của tuổi Canh Thân trong tháng 10 âm lịch này không được lý tưởng, do gặp thương hại thái tuế, lại không có tài tinh nào xuất hiện giúp hóa giải. Tài lộc của bản mệnh bị kìm kẹp khó mà khởi dượng, dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều, khiến các quản chi gia vượt cả thu. Trong thời điểm này, bạn càng cần phải quản lý tài chính cá nhân thật tốt, tránh để rơi vào hoàn cảnh vay mượn nợ nần chỉ vì cân đối chi tiêu không hợp lý. Hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần hết sức tỉnh táo và thận trọng, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt tiền bạc. Kinh doanh buôn bán trong tháng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm mọi thứ trì trệ còn thâm hụt vốn. Lúc này mà bạn nản lòng dừng lại thì sẽ càng thua lỗ lớn hơn. Ngược lại, nếu kiên trì phân tích nguyên nhân, tìm hiểu hướng khắc phục có thể tạo ra những chuyển biến bất ngờ, gặt hái thành quả tốt lành. Mọi kế hoạch đầu tư đều nên tiến hành ở những hạng mục nhỏ lẻ trước, vừa để thăm dò thị trường, vừa để tuổi Canh Thân làm quen và điều chỉnh kế hoạch lâu dài của mình. Nếu nóng vội muốn ăn lớn ngay từ đầu sẽ rất dễ gặp rủi ro. Với người làm công ăn lương, tình hình tài chính ít biến động hơn, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc mà giảm năng suất và hiệu quả làm việc. Bước sang tháng 10 âm lịch này, nếu còn độc thân, tuổi Canh Thân sẽ được mộc dục thúc đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, nhiều mối quan hệ hài hòa, rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tượng ưng ý cho bạn. Nhân đà này, bản mệnh có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc hóa giải những xung đột đang gặp phải. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều, nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn vẫn chưa nghiêm túc để bước chân vào một mối quan hệ, thì dù đào hoa có rực rỡ ra sao cũng thành vô ích. Nằm ở trạng thái đối cực với người độc thân, các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu dễ phát sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn do đào hoa quá dượng, có thể biến thành đào hoa dữ. Con giáp này cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Có vẻ như mối quan hệ của hai bạn đang thiếu sự hài hòa, thiếu những điều lãng mạn, thậm chí hai bên còn tạo sức ép cho nhau vì những gánh nặng cơm áo, gạo tiền, con cái, khiến không khí gia đình ngột ngạt, bí bách. Cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Tháng này,
Tuổi Canh Thân gặp không ít phiền muộn, lo lắng về vấn đề sức khỏe, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này rất dễ trở bệnh, công việc bận rộn lại không suôn sẻ như ý muốn, làm ảnh hưởng khá lớn đến trạng thái tinh thần của con giáp này. Bạn thường suy lo nghĩ đến mức mất ăn, mất ngủ, sức đề kháng giảm sút nhanh chóng. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Một số bệnh dễ gặp trong thời gian này liên quan đến xương khớp là chủ yếu, nhất là trong thời gian thay đổi thời tiết, toàn thân thường xuyên ê ẩm. Ngoài ra có âm sắc hung tinh ảnh hưởng, tuổi Canh Canh Thân nên chú ý quả huyết quan, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát, cần hết sức thận trọng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng này tuổi Canh Thân có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp dưới sự phù trợ của tam hợp. Bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm quan càng cho thấy, tháng này tuổi Canh Thân cố gắng bao nhiêu thì thành công càng rực rỡ bấy nhiêu. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực. Dù bây giờ bản mệnh phải vất vả hơn mọi người một chút, nhưng sau đó thành quả sẽ vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải dành ít nhiều sự lưu tâm đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn càng được đánh giá cao bao nhiêu thì càng khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt bấy nhiêu. Đừng vội tin tưởng những kẻ tỏ vẻ thân thiết, nịnh hót mình. Những kẻ đó có thể khiến cho ý chí của bạn lung lay, khiến tuổi Canh Thân ngủ quên trên chiến thắng, để tiện tìm cơ hội hãm hại bạn đấy. Tài lộc của tuổi Canh Thân có những điểm sáng rõ rệt trong tháng 11 âm lịch này, nhờ có tam hợp thúc đẩy. Đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, con giáp này còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bản mệnh thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những người còn thiếu kinh nghiệm làm ăn thì cần đề phòng kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn chớ nên vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai, đổ tài sản vào những mối đầu tư không có làm mà vẫn có ăn. Muốn phát triển một cách bền vững, bạn cần phải dựa vào chính sức lao động của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương, thưởng triển vọng. Công lao của tuổi Canh Thân từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuổi Canh Thân tháng này được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào do tình cảm mang lại. Bạn có thể sống một cuộc sống vô âu, vô lo, do công việc, tài lộc thuận lợi, lại luôn được người khác quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần. Với những người độc thân, bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Nếu hai người cùng có mục đích đến là xây dựng gia đình, thì mối quan hệ sẽ lại càng bền vững. Đó có thể là người mà bản mệnh đã trông đợi từ lâu đấy. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ vợ chồng mình trong các công việc nhà. Dù hai người không thường xuyên hâm nóng tình cảm, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên luôn luôn ngọt ngào. Đôi bên có cùng quan điểm về nhiều vấn đề nên làm việc gì cũng thuận lợi, đồng lòng, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Mà dù có mâu thuẫn thì cũng là để đôi bên có thể thấu hiểu thêm về nhau. Tháng 11 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Canh Thân khá tốt. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì. Thậm chí càng khó khăn,
tinh thần của bản mệnh lại càng hăng hái, càng quyết tâm giải quyết hơn. Tuy nhiên, dù có ham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên bắt bản thân thường xuyên thức khuya dậy sớm. Hãy sinh hoạt có khoa học hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân tháng này có thể rơi vào dũng lầy với rất nhiều khó khăn và áp lực, vì mọi chuyện khó mà thành công được ngay từ đầu. Nên con giáp này chỉ còn cách là tiến vững chắc và ổn định từng bước một thì mới có thể tự thay đổi vận mệnh. Không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh, bản mệnh phải tốn nhiều thời gian và công sức để xoay sở khi các kế hoạch không diễn ra như mong muốn. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần, bạn vẫn chẳng được thảnh thơi phút nào để có thể hân hoan chào đón xuân mới, vì cũng chính là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn ứ khá nhiều. Con giáp này vừa phải tất bật hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trước kỳ nghỉ xuân dài ngay trước mắt, lại vừa phải chuẩn bị cho các dự định trong năm mới. Cảm giác làm mãi vẫn không hết việc, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, đặt nhiều kỳ vọng nhưng không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Cảm xúc của tuổi Canh Thân lên xuống khá thất thường, bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ, điềm báo cho thấy. Bạn có thể vô tình vướng phải thị phi mà nếu xử lý không khéo thì có thể dẫn đến những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc của bạn. Hơn nữa, tâm trạng bất ổn còn khiến bản thân con giáp này thiếu sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đó cũng sẽ là cơ hội để tiểu nhân nắm thóp rèm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Trong tháng chạp này, tuổi Canh Thân còn chịu tác động của hung tinh thiên hình, nên nếu làm việc không tới nơi tới chốn có thể sẽ vướng phải hàm oan. Kiện tụng dính dáng đến pháp luật, đặc biệt, những người làm công việc về giấy tờ, sổ sách, việc nhà nước, càng phải biết tự bảo vệ bản thân, tránh hành động lỗ mãng, không màng hậu quả. Trong lúc sự nghiệp phải chịu nhiều áp lực nặng nề, bạn cần mở lòng tâm sự với người khác, đặc biệt là với những người thân thương nhất của mình. Khi đã có điểm tựa tinh thần, bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh. Tài vận của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, chi tiêu thường xuyên rơi vào cảnh mất cân đối, lúc thì hoang phí, lúc thì lại quá dè chừng. Thời điểm này, nếu không kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng cuối năm nhưng vẫn còn rơi vào cảnh nợ nần bế tắc, vay mượn chồng chất. Do không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, hầu như khó tụ. Người làm công ăn lương được nhắc nhở cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót. Khi đó, hậu quả không chỉ gây ảnh hưởng đến tập thể mà còn có thể làm giảm thu nhập cá nhân. Cuối tháng, con giáp này có thể nhận được những khoản lương thưởng Tết cho nỗ lực cả năm, nhưng cũng bởi có nhiều hạng mục cần sắm sửa cho Tết, trả nợ, thanh toán hóa đơn nên hao hụt khá nhanh. Để hạn chế tình trạng tiền trôi khỏi túi, bạn có thể liệt kê chi tiết các khoản mua sắm cho Tết. Để có thể đánh giá mục nào có thể cắt giảm, nên nhớ tình hình chung không quá khả quan, hãy đón một cái Tết tiết kiệm và thiết thực nhất. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, thời điểm cận kề năm mới. Tốt nhất nên tập trung hoàn thành những kế hoạch dang dở, hạn chế mở mang mới kẻo nguy cơ lãi ít lỗ nhiều. Dù có muốn đầu tư cũng cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của do hung tinh thiên hình đưa đến. Đặc biệt, tháng có tiểu hao xuất hiện, đi xa không có lợi hoặc bạn sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc trong trường hợp bắt buộc, nên xem ngày tốt xấu và chọn hướng xuất hành tốt để đi. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này cũng được dự báo kém sắc. Thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi giả thì nhiều, các cặp vợ chồng đều khó tránh khỏi mâu thuẫn. Bất đồng mối quan hệ vợ chồng dễ xảy ra xung đột, nguyên nhân chính có thể xuất phát từ vấn đề tiền bạc, công việc bế tắc, tiền bạc ảm đạm, khiến tinh thần bản mệnh rất bí bách. Chỉ cần chút va chạm thường ngày cũng khiến cảm xúc của bạn bùng nổ, dễ cáo bản, trút giận lên nửa kia hoặc con cái gia đình, vì thế mà ngập tràn sự căng thẳng. Khúc mắc này không sớm quá giải sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Bên cạnh đó, thiên hình lại mang đến sự ngột ngạt, con giáp này khó mà mở lòng chia sẻ với nửa kia hay người thân trong gia đình về những vấn đề đang gặp phải.
nhưng cứ giữ trong lòng cũng không phải cách giải quyết tốt nhất. Bạn có thể chia sẻ sơ bộ để người thân hiểu và thông cảm, làm điểm tựa tinh thần cho bạn, tâm trạng sẽ dơi bớt phần nào. Trong một tháng có nhiều vấn đề phải lo nghĩ, nên thể trạng của tuổi Canh Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ, áp lực công việc, tiền bạc đè nặng, khiến cho bạn thường cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ăn uống kém ngon, mất ngủ, nóng trong người. Rất may những triệu chứng khó chịu này có thể cải thiện bằng chính những thay đổi của bạn. Bản mệnh cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay, nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, tai nạn. Tuổi Canh Thân cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa để có thể đón một cái Tết an lành. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, Đức Phật không còn chê việc thiện nhỏ. Chuyện kể lại rằng, Đức Phật có người em họ, tên A-La-Luật, rất chăm chỉ tu hành, nhưng có lần A-La-Luật ngủ gật trong một buổi thuyết pháp lớn của Đức Phật. Biết chuyện, Ngài gọi người này đến và hỏi, A-La-Luật à, có phải ai đang bắt ông theo ta tu tập hay không, hay là thiện đang nợ nần? Sợ làm việc vất vả, nên trốn vào đây, để không phải làm gì nữa, thảnh thơi hơn làm việc ở thuê ngoài kia. A-La-Luật lạnh lùng đáp lời, Bạch Thế Tôn, đệ tử là hoàng tử, nên không phải làm thuê, cũng chẳng phải do nợ nần ai cả. Đệ tử đi tu vì cảm kích công hạnh của Ngài, với mong muốn họ hỏi để sớm giác ngộ giải thoát. Có thể tập khí cũ quá nhiều, nên con bị mê mờ che mắt, không đủ tỉnh táo để nghe hết những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nghe xong, Đức Phật giải bày, mong muốn của ông rất chính đáng, nhưng khi muốn giác ngộ và thoát giải sinh tử, thế nhưng sao lại mê ngủ đến vậy? Trước những câu hỏi của Đức Thế Tôn, A-La-Luật cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kể từ đó ông sám hối, chừa bỏ tật ngủ gật, thậm chí còn tỏ rõ quyết tâm của mình khi phát nguyện lớn, nếu đời này không thành đạo, tôi không nhắm mắt. Chính vì lời này mà A-La-Luật kể từ đó không ngủ, ban ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm siêng năng hành trì, đến nỗi mắt sưng to và đỏ tấy. Các thầy thuốc khuyên ông ngủ lại bình thường sẽ khỏi bệnh, nhưng A-La-Luật cho rằng bản thân nói được phải làm được. Đức Phật nghe chuyện đến khuyên can ông, nhưng ông vẫn không ngủ. Cuối cùng A-La-Luật bị mù mắt hẳn khi chưa chứng đạo. Một hôm, trang phục của ông vô tình bị rách, thế nhưng không thể nào tự khâu lại vì không thấy đường xỏ chỉ vào kim. A-La-Luật nói lớn, có ai xỏ kim dùm tôi không? Lúc này Đức Phật đi ngang qua nghe được, liền đến xỏ kim giúp người đệ tử mù của mình. Ngài nói, để ta sâu cho. A-La-Luật rất cảm động trước tình thương bao la của Phật. Sâu chỉ xong, Phật trao kim lại, nhưng Ngài A-La-Luật chẳng thể thấy để may, tay cứ mân mê cái áo. Thấy thế, Đức Phật lại bảo, để ta giúp cho. Suốt cả ngày, Đức Phật nắm tay A-La-Luật để hướng dẫn chỉ mũi kim lên xuống đều đặn. Mãi đến chiều mới giá xong, để giúp cho A-La-Luật không cần bịt mắt, vẫn thấy nguyên suốt 3.000 thế giới. Đức Phật dạy ông phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn kiên quyết, lại tuyệt đối tin Phật, Ngài A-La-Luật được thiên nhãn thông, Ngài thấy được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hành thánh chúng. Có thể thấy, lúc này Phật đã thành đạo, thường xuyên giải quyết cho chúng sinh mỗi ngày, nhưng vẫn không từ chối một việc nhỏ như sâu kim cho đệ tử mù. Chính Đức Phật khuyên chúng ta rằng, không nên chê việc thiện nhỏ, và Ngài là tấm gương lớn cho lời khuyên ấy. Việc làm của Đức Phật khiến chúng ta phải suy ngẫm lại, bởi Ngài là bậc toàn giác, bậc thầy vĩ đại mà không bỏ qua việc làm phước nhỏ. Khi đủ nhân duyên, chúng ta phải biết việc thiện dù lớn hay nhỏ cần mẫn cóp nhặt để như giọt nước lâu. Ngược lại, việc ác dù nhỏ đến mấy, ta cũng phải tránh không làm. Ta làm việc ác nhỏ lâu ngày, tạo nên nghiệp ác lớn, ví như lỗ thủng dò rỉ nước vào thuyền. Nếu không chặn lại ngay từ đầu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhấn chìm cả chiếc thuyền lớn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin phép được dừng lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.